nội. Nằm trong mâm bàn để mồi, đồ ăn vừa nóng vừa thổi. Xe chở cả hàng đoàn, theo anh về em sẽ không còn cực khổ. Nói là làm cho cái tính anh đàng hoàng, pháo hoa bấm nút là nổ. Bông tiền vàng bạc, nạn cổ. Người chúc đến hàng ngàn, cúi đầu ba lạy quỳ trước bàn thờ tổ. Chóp làm bà hoàng, xe nào em thích đổ đâu thì đổ. Và các bạn đang theo dõi trên kênh của Toàn Audio Nam Định. Trước máy quay, chúng ta đang được thưởng thức chất âm của cặp loa nổi tiếng đến từ Nhật Bản với cặp loa Daitone DS503. Đây là một trong những model ở phân khúc Bass 32 sở hữu uy lực mạnh nhất hãng, và đồng thời nó cũng có thể so đọ với bất kỳ cặp loa nào trong phân khúc Bass 32. Với cấu hình của cặp loa Daitone DS503 nặng tới 70 kg, trước máy quay được trang bị ống hơi bằng thép Bass Sub 32 hạng nặng và quả trung đôm cầu bì siêu khủng. Và phần bên trên tôi đang phối ghép cùng với con âm ni đàn ông PMA 780D, được mệnh danh là hiệp sĩ châu đen. Mời anh em cùng tham khảo cấu hình mà tôi đang giới thiệu trước máy quay. Đây là một trong những cấu hình cực kỳ là tuyệt vời, với đẳng cấp sang trọng và uy lực mạnh mẽ cho những không gian phòng khách lớn tới hàng trăm mét vuông và chơi đa dạng các thể loại nhạc. Mời anh em cùng tham khảo. Siêu phẩm loa Daitone, và đây cũng là model có uy lực mạnh nhất hãng ở phân khúc Bass 32, được trang bị phần thùng gỗ nặng còn đang rất mới với màu sắc vàng tươi khi kết hợp với trưng bày phòng khách với đồ gỗ cực kỳ là tuyệt vời. Sở hữu chiều cao 75, chiều ngang 39, trọng lượng nặng tới 70 kg. Đây là những model sở hữu chất âm có cấu hình là đàn anh của các dòng thập cẩm của Daitone, ví dụ như là từ 77Z, 77HR, rồi một số model khác như 77XD, 77 còn một số như các dòng loa Onkyo, ví dụ như là 771X cho tới 2X. Và đây cũng là những model có uy lực mạnh hơn, trung âm và check thể hiện tốt hơn rất là nhiều. Tại sao lại như vậy? Thì chúng ta thấy được rằng chiều cao sở hữu ở ngưỡng 75, ngang 39, trọng lượng 70 kg. Với thiết kế trên cặp loa Daitone DS503 rất là sang trọng, được trang bị một bát siêu trầm, đường kính 32cm xương đúc, sở hữu màng da chăn và gân của nó được trang bị gân cao su, hai cái ống hơi bằng thép thở về mặt trước, mang lại uy lực vô địch ở phân khúc Bass 32, rất ít có đối thủ có thể so đọ được.
tiếng trầm của nó xuống khá là sâu, rất là mềm, hoàn toàn chúng ta sẽ không có cảm giác khó chịu khi mở lớn. Và khi mở nhỏ chúng ta sẽ thấy được rằng nó thể hiện tiếng trầm rất là mềm mại, cực kỳ là tuyệt vời. Anh em quan sát này, cái màng của nó rất là mềm, tôi chỉ cần hơi chạm tay thôi, nó đã đung đưa rất tốt. Và với hai cái ống hơi bằng thép mang lại cho uy lực giải trầm trên cọc DS503 cực kỳ là tuyệt vời. Bởi vậy tôi mới nói rằng rất ít có đối thủ có thể so đo. Phần bên trên là một quả trung đôm cầu vi. Chúng ta thấy được rằng những dòng trung đôm trên thị trường lớn nhất mới như DS503 lớn tới 18cm và phía đằng trước của nó được lồi về mặt trước giống như là một nửa quả bóng. Bởi vậy người ta gọi rằng quả trung đôm cầu vi với đường kính miệng 18 và từ xít soát bằng mặt noa. Ở đây khi chúng ta nhìn thấy cái lưới vành đen thì có nghĩa rằng cái nam châm từ của quả trung chiêu khủng hết tầm chơi này cũng gần bằng mặt noa. Và phần trên cùng là một quả siêu check đôm với đường kính 14cm và đều sở hữu cái nam châm từ gần bằng mặt noa. Với cấu hình trên cặp DS503 hạng nặng của hãng Daiton còn đẹp và mới long lanh trước máy quay, chúng ta sẽ thấy được rằng mới chỉ ở tầm tiền phân khúc của cặp bốt nhỏ nhoi 301 Series 3, nhưng uy lực mạnh mẽ của cặp Daiton DS503 này có thể chấp một núc, một cặp bốt và một cái trầm khủng để cân sức với cặp DS503. Đương nhiên đây là một trong những model sở hữu chất âm cho nghe nhạc cực kỳ là tuyệt vời và chúng ta có thể kết hợp với karaoke khá là tuyệt trên những cặp loa nổi tiếng này. Hoàn toàn nó xứng đáng tới từng đồng tiền bát gạo mà chúng ta miễn bàn luận về mọi phương diện. Với phân khúc tầm tiền có lẽ rằng chúng ta đã thấy ngay được một câu trả lời trước mặt. Hoàn toàn không có đối thủ so đo với DS503 được trang bị ống hơi bằng thép, bát siêu trầm và trung âm lớn tới 18 phân. Phần bên trên tôi đang đảm nhiệm cho cặp loa này bởi con âm ly nổi tiếng của hãng Đơn Ông đến từ Nhật Bản. PMA 780D được mệnh danh là hiệp sĩ châu đen, khỏe như châu, có thể điều trị những dòng loa ví dụ Daiton, Onkyo, Sharkwind Vega vân vân, rất nhiều những dòng loa trên thị trường cần tới lực đánh mạnh mẽ và chất âm rất là tuyệt vời thì chúng ta phải nói tới Đơn Ông PMA 780D. Rất đẹp, đẳng cấp sang trọng, từ những cái volume hoặc những cái núm nhấn nhỏ nhất cũng được tô điểm bởi phong cách sang trọng của hãng loa và âm ly Đơn Ông đến từ Nhật Bản. Chúng ta thấy được rằng đẹp hết nấc. Với cấu hình trước máy quay, có lẽ chúng ta đã thấy rõ được câu trả lời với cặp DS503 đến từ Nhật Bản và uy lực mạnh mẽ khiến cho những căn phòng hàng trăm mét vuông rung động bất kỳ lúc nào. Nguyên cấu hình còn rất đẹp trước máy quay. Anh em có thể ngắm nhìn cũng như thưởng thức chất âm mà với những bản nhạc quen thuộc tôi hay thường test trên kênh. Với tín hiệu không mất tiền từ trên TV xuống nhưng chúng ta có thể thấy được đẳng cấp là dư thừa với DS503 của hãng Daiton và hiệp sĩ châu đen đến từ Nhật Bản. Đàn ông PMA 780D, mời anh em cùng thưởng thức. Có tuyệt vời không ạ? Với cấu hình mà tôi đang giới thiệu trước máy quay, chắc chắn chúng ta đã thấy được câu trả lời với cặp loa Đàn Ông cặp loa Daiton DS503 và con âm ly Đàn Ông PMA 780D đến từ Nhật Bản trên kênh của Toàn Audio Nam Định 0966866552, luôn dành cho những anh em có phong cách mau lẹ nhất và những ưu đãi tốt nhất trên kênh của mình. Xin chân thành cảm ơn.